Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tiếp nhận nguồn vốn cho phụ nữ nghèo và trao xe cứu thương phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OU hỗ trợ. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Tại buổi lễ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OI trao bảng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho 200 phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thành viên của tổ nhóm hợp tác trên địa bàn tỉnh, một xe cứu thương trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của công ty đối với tỉnh nhà. Đây là nguồn hỗ trợ rất có ý nghĩa, tạo điều kiện để chị em phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, đồng thời giúp cho ngành y tế tỉnh nhà có thêm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ niềm vui và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công ty, góp phần giúp cho tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân.